Anh ạ, họ em angry, ở Hà họ Nội. phải cày lưng ra họ làm mà. Ok. Em ở Hà Nội và em được chứng kiến tất cả các cuộc biểu tình lớn nhỏ ở trên Hà Nội. Gần như tất cả các biểu tình nào đều cũng có mặt của em cả. Em đến chỉ để muốn xem, theo dõi cái diễn biến của họ và em về em viết bài vạch mặt chúng. Chứ không phải là đến để làm gì cả. Mình không phải đến đến để biểu tình nhưng mà mình đến mình theo dõi họ. Và khi mà có những cái đợt mà họ biểu tình đấy anh, tức là họ hôm nay họ hô hào biểu tình nhưng mà khi mà họ đến biểu tình thì chỉ còn lác đác vài người và họ không biểu tình được, bởi vì là họ tức là lực lượng công an, lực lượng chức năng đã làm nhiệm vụ ở đấy gắt gao, họ không biểu tình được. Và thế là họ về, họ lên Facebook, họ lấy ảnh cũ anh ạ, tức là lấy cái ảnh mà đã từng biểu tình ở chỗ nào đó rồi đấy, lấy ảnh cũ họ chụp ảnh lên, họ đăng lên Facebook, giống như một cách là họ báo cáo với lại bọn bên hải ngoại là hôm nay chúng tao biểu tình đấy, thì là chúng mày vẫn cứ gửi tiền để hỗ trợ cho chúng tao biểu tình hôm nay, mỗi người từng đưa tiền chẳng hạn đấy. Nó khôn mức độ như vậy, tức là lấy ảnh cũ. Anh biết vì sao em biết lấy ảnh cũ không? Bởi vì nó giống, có nhiều ảnh mà nó chưa từng công bố nhưng mà em thấy nó giống giống như cái đợt biểu tình nào, cũng có từng đây người và cũng có khẩu hiệu như này, cũng ở cái vị trí như này. Và em với lại là có những cái bức ảnh mà trời nắng chang chang mà giữa trưa nắng chúng nó đăng lên, nhưng mà hôm đấy chúng nó tổ chức đi biểu tình thì hôm đấy lại trời nó râm và mưa phùn. Thế em mới biết được à, đây không phải là ảnh chụp ngày hôm nay, nó chụp từ ngày bao giờ đấy nó đăng lên. Và cũng có một trường hợp khác, đó là trường hợp mà hôm đấy là chính xác là bọn em tham gia biểu tình, là cái hôm mà được nhà nước khuyến khích là biểu tình để lúc ấy là Trung Quốc là nó đưa cái dàn đệ HD981 ấy, thì là để lấy hình ảnh truyền thông ấy, là lòng dân trong nước cũng phản đối này kia, thì chắc là em nghĩ là nhà nước cũng nới lỏng để cho người dân được biểu tình thoải mái. Thì hôm đấy là chúng nó cũng tham gia nhưng mà chúng nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái đấy, là bọn em biểu tình tại trước cổng đại sứ quán Trung Quốc ở tượng đài Lenin, khu vườn Lenin, thì chúng nó chỉ là một số rất là nhỏ thôi, còn lại toàn những người yêu nước chân chính ở đấy là chủ yếu, và toàn những người mang cái băng rôn khẩu hiệu là đồng lòng cùng đảng và chính phủ để mà đấu tranh chống lại bọn Trung Quốc đấy. Nhưng mà tức là toàn người đỏ rực thôi, toàn người rất là yêu nước chân chính. Thì chúng nó cũng chụp ảnh và chúng nó chụp lấy cả bọn em, xong rồi chúng nó về chúng nó cũng đăng lên Facebook bảo là đông người như này là do chúng nó tổ chức, anh hiểu không? Thì nói là bọn bên hải ngoại thì biết cái đếch gì đâu, chúng nó có ở Việt Nam đâu. Thì chúng Đúng nó thấy rồi. như vậy, chúng nó thấy sướng quá, chúng nó gửi tiền về, đơn giản như thế. Chứ là chúng nó có nhiều cách để kiếm tiền lắm anh ạ. Đúng Rồi rồi. chúng nó tìm những cái dân oan, những người bị oan để kéo vào, hoặc là giả oan gì đấy để kéo vào trong cái hội của chúng nó, để chúng nó một cách để chúng nó xin tiền tài trợ từ nước ngoài. Thì ví dụ như này là mỗi đợt mỗi bà ấy biểu tình, em có chứng kiến một vụ một đợt là bà sư gì ấy nhỉ, trao cho mỗi người biểu tình là Thích 200.000. bà Thư thích đàm À, thích thoa đàm thoa rồi em quên mất đúng tên. không, đúng không, Em đúng không? vâng. Em còn quay lại được cái cảnh video đấy, bà đấy đưa cho mỗi người 200.000. Nhưng mà em nghĩ rằng là chắc là cái bọn kia nó phải gửi về nhiều hơn số đấy, còn 200.000 Đúng rồi. chỉ là đưa một phần nhỏ thôi, còn lại bà ăn hết. Chính vì thế chúng nó mới đấu đá nhau ấy, tức là cái bọn dân chủ ấy đấu đá nhau để mà tranh giành cái ảnh hưởng, cái vị trí của mình, để tức là thằng nào cũng muốn thằng là thằng đứng đầu, bởi vì thằng đứng đầu À là đúng sẽ là rồi. thằng trực tiếp nhận tiền từ hải ngoại, và chúng nó chia bao nhiêu thì đấy là việc của chúng nó đấy. Nó có nhiều cái hay nhiều cái buồn cười lắm anh ạ, nghe thấy buồn cười mà mình cũng chỉ mong là chúng nó suốt ngày như vậy để chúng nó đấu đá nhau, tự diệt nhau thôi, chúng nó tự diệt nhau cả anh ạ. Bữa ngày nay anh nghe Phích kể thêm gì thì anh mới biết chứ, chứ còn anh ở vâng trong miền Nam mà làm sao biết chuyện ở ngoài Bắc được đúng không, công nhận vâng không? nhưng mà vâng nhưng mà nhưng mà hay hay cái chỗ là lúc nãy mà Phích nói là cái bà sư gì đó, anh sực nhớ ra cái bà đó là cái bà thích đàm thoa đó, cái bà Vâng, mà đúng rồi. coi như mang tiếng làm sư mà cứ đi phát cái giấy gì tờ rơi để xúi giục con người ta là đi biểu tình chống đất nước đúng không, anh Đúng công nhận rồi. đúng không Phích đúng không? Đấy, Đúng rồi. cho nên là mình mới thấy này nè, chưa chắc một con người đã đi tu hành mà làm được tốt đời đẹp đạo, cũng giống Vâng. như mấy thằng cha mà gì linh mục, Linh mục. Phích công nhận với anh đúng không? Nói Vâng. anh như anh chỉ nói thế thôi, anh nói Phích như này, anh em Việt bây giờ không bán bỏ Đức Chúa Giêsu, không bán bỏ bất Đúng rồi cứ anh ạ. một tôn giáo nào, vẫn ủng hộ tôn giáo, nhưng anh em
ở đây trong đó có anh là chỉ nói lên những cái sai trái của những kẻ mà mượn cái lốt là thầy tu để chống đối lại nhân dân thôi, chứ còn anh không bán bỏ bất cứ một cái tôn giáo nào. Phích công nhận đi anh gì đó không? Vâng vâng đúng Đấy, rồi. anh chỉ nói thế đấy. Cho nên Đúng rồi đấy. anh nói, cho nên Em nói đọc cái nè, comment hôm của rồi, hôm rồi anh ra Hà Nội, anh kể lại chút xíu, khoảng chừng là chút xíu, hôm rồi anh ra Hà Nội mà anh nghĩ, ôi trời ơi, anh là một thằng như thế này, anh ngồi ở dưới mà anh thấy thằng Phích lên trên đó ngồi nói chuyện này kia, à nghe anh bảo Trâm đó, đây là coi như là em Phích là coi như là đời đầu của huyện bây giờ, anh càng nể mấy đứa em này. Bây giờ em cảm thấy anh thương anh không? Bởi vì anh là tuy anh đến Việt Quyền sao chứ anh cũng góp tiếng nói, mà em còn góp tiếng nói trước anh nữa thì anh phải nể em hơn chứ, chứ sao mà có cái gì đó, đúng không? Ok đúng không em? đến trước đến sau thì em lúc đấy em đã nói với anh rồi đó, em thấy không quan trọng cả. Không phải Nhưng đâu, mà nhưng bởi mà vì không quan trọng, nhưng mà anh nhắc lại em cho nó vui thấy thôi. vâng, em thấy anh em thấy anh bảo Trâm tìm được một người như anh, em thấy thực sự là Việt Quyền rất là may mắn, bởi vì là khi nói chuyện với Ôi anh em biết anh là người rất là am hiểu về lịch sử chính trị xã hội, không phải là người mà không không chỉ là người yêu nước bình thường đâu, mà là người yêu nước có kiến thức và có sự văn minh, tức là đấu tranh một cách rất là văn minh. Tức là cũng có nhiều người em không phản bác gì, phản đối gì họ, mà là cũng có nhiều người đấu tranh nhưng mà họ đấu tranh không được văn minh cho lắm, tức là họ cũng dân chợ búa, cái đấy cũng có cái hay của nó, bởi vì đúng là dân chợ búa thì mới biết được là quần chúng nhân dân vẫn còn đang căm phẫn như nào, còn mình là đấu tranh một cách văn minh và em thấy anh là một người có kiến thức thì em thấy anh Bảo Trâm tìm được anh là rất là may mắn rồi. Nhưng mà tiếc là anh không được ở Hà Nội là cái trung tâm chính trị của cả nước, là không được chứng kiến nhiều những cái vụ mà biểu tình hoặc những cái vụ mà chúng nó làm loạn. Nếu mà anh ở Hà Nội anh có thi có khi là anh còn biết nhiều chuyện thú vị hơn em rất là nhiều luôn, vì là mình được chứng kiến, mình ở đất Hà Nội mình được đúng chứng rồi. kiến. Nhưng mà qua cái sự theo dõi của anh đối với mọi người rồi những cái phóng sự của Univision thì anh cũng chắc là cũng đã hiểu rất là nhiều về cái bọn dân chủ ở Hà Nội rồi. Thì nếu mà nói về cái bọn dân chủ này thì là em sẽ phải chia rất nhiều cấp độ, trong đó sẽ có ba cấp độ chính. Cấp độ thứ nhất là cái bọn đám dân oan, là bọn đấy gần như là rẻ rách nhất trong cái làng dân chủ đấy, tức là bọn đấy chỉ là một những con tốt để mà có số lượng người đi biểu tình, và nó bọn đấy thì tất nhiên là sẽ không được nhiều tiền bằng những bọn ở bên trên khác, thì bọn đấy chủ yếu là ăn tiền ở cái việc là thỉnh thoảng Như là ông hàng có đúng đoàn không? nó hỗ trợ, vâng, nó gửi tiền về nó hỗ trợ cho mỗi người 100.000, hoặc là đi biểu tình thì là được 100.000-200.000 gì đấy, và nghe nói hình như là được lên 500.000 rồi, cái đợt mà em còn hoạt động thì là chỉ có 200.000 thôi, nhưng mà giờ hình như là phải ít Anh nhất Bảo năm trăm Trâm mới nghìn thì thông mới báo được bà đi, 500 rồi đấy. đúng rồi, phải 500.000 thì mới bà đi, bởi vì cũng mất công mất sức mà mấy bà cũng khổ, mà mấy bà đấy còn có nguồn tiền khác là gạo hoặc là người ta quyên góp, hoặc là bà nào mà khôn đấy mà biết cách là vu vạ cho an ninh làm này làm kia, chẳng hạn là chẳng hay đi xe tá bị té xe ngã sấp đầu sấp mặt thì lên mạng vu cho an ninh, xong người ta xong lại có một người đứng đầu của cái nhóm dân oan đấy chẳng hạn, một nhóm dân oan ở đó có người đứng đầu mà leader, thì cái người đấy lại tổ chức vận động Nó quyên góp hô hoán lên, nó hô hoán hô lên. hoán lên, tức là bắt tay bà đấy để hô hoán lên, xong rồi ăn chia nhau đấy, kiểu kiểu như thế. Đấy là cái bọn mà tầng lớp bét nhất của cái làng dân chủ. Còn cái bọn trên một chút thì là cái bọn như Trương Văn Dũng, là cái bọn mà chăn dắt dân chủ dân oan, Bọn dân dắt bọn đây dân là ngoan. chăn dắt dân oan như Trương Văn Dũng hay là Lã Việt Dũng hay là mấy thằng mà làng nhàng ấy, tức là mấy thằng mà bọn em ở ngoài này gọi là mấy thằng vô công rỗi nghề, mấy thằng không có nghề nghiệp thì đi làm cái nghề này để kiếm tiền, vì là ông Trương Văn Dũng thì đi làm xe ôm, mà làm xe ôm tiền không có nhiều, đi làm cái nghề này là gần như bỏ nghề xe ôm luôn. Rồi Phan Văn Bách mấy thể loại đấy gần như là không có việc gì để làm cả anh ạ. Thế bây giờ em thử hỏi anh là không có việc gì để làm thì nó lấy đâu ra tiền để nó sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của nó, Đúng rồi, ngoài cái việc là mà trong cái đó là anh ra Hà Nội, anh từng ra Hà Nội rồi mà anh thấy là vâng cuộc sống ở Hà Nội là cái tiền mà sinh hoạt hàng ngày là nó rất là cao nữa, đúng rồi, cao lắm anh ạ, nó cao hơn, nó cao hơn ở Sài Gòn luôn, nó cao hơn ở đúng thành phố rồi, Hồ Chí Minh. chi Ví phí dụ đắt như đỏ hơn ở thành phố Hồ Chí Minh không, rồi nó nè, ở thành phố Hồ Chí Minh uống một ly cà phê đen chỉ có 8.000 thôi, nhưng ra tám Hà ngàn Nội là mười phải ngàn là 15-20.000 đấy.
Đâu, Là mấy năm cao hơn gấp 20.000. đôi đấy. Không anh ạ, mấy năm 20.000 là chỗ mà vùng ngoại ô rồi, mà Không, trong anh nói trong nội ở thành Sài mà. Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh uống một ly cà phê đen 8.000, nhưng ở Hà Nội Đấy là thì hơn em 20.000 đấy, tức là em đang giải thích gấp cho đôi anh đấy. biết là trung bình các quán cà phê ở trong nội thành Hà Nội là từ 25.000 trở lên. Có đa số các quán là 30.000 là một cốc. Nó rất là Đấy, chi phí rất là đắt đỏ thế. ok thì anh nói Thế đấy. mà chúng nó lấy đâu ra đấy, chúng nó lấy đâu ra tiền để mà chúng nó sinh hoạt hàng ngày mà cuộc sống Hà Nội như thế. Thế bây giờ một ví dụ khác đó là thằng tay gì nhỉ? Em quên mất tay đấy rồi. Mà tức là nhà nó thì cũng ở Hà Nội, nó ở với mẹ nó, hai mẹ con thôi. Em được đến tận khu phố nó rồi. Tức là nhà nó thì nhà cấp 4. Nhưng mà sau này tự đùng một phát nó đi học bên chỗ học viện tư pháp ấy anh. Nhưng mà nó học nên là học nghiệp vụ chứ không phải học cử nhân, nó không phải là đào tạo cử nhân mà nó chỉ là cái bằng nghiệp vụ tư pháp thôi. Mà đùng một phát nó mua được một căn chung cư ở ở khu 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 gì nhỉ, khu gì mà nổi tiếng nhất ở Hà Nội mà khu nhà chung cư giống như kiểu Càng Nam ấy, giống như kiểu ở khu Vimcom gì đấy em quên mất rồi đấy. Nó mua được một căn nhà chung cư ở đấy, Vimberland à? không không phải Vinpearl, Vimber. em quên, không biết là có anh nào đang xem livestream biết thì comment hộ em nhé, em quên mất rồi cái nhân vật đấy mà cái tòa nhà gì, cái khu gì mà ở gần cầu Vĩnh Tuy đấy, đại loại là đấy là khu dành cho những đại gia ở. Nó mua được căn chung cư ở đấy, em cũng đến đấy rồi, đến đấy để nó tự ứng cử đại biểu quốc hội mà. Nó tự ứng cử đại biểu quốc hội bởi vì là em lâu rồi không tham gia Việt thì bây giờ thành ra là em quên một số nhân vật. Nó tự ứng cử đại biểu quốc hội thì em đến đấy phỏng vấn trực tiếp cái người dân ở đấy, người dân khu phố ở đấy để biết cuộc sống cũng hoàn cảnh của nó như thế nào và biết được là nó từ chỗ đấy nó chuyển đúng một phát nó có tiền nó mua nó chuyển sang đây ở nhà cấp 4 mà không có nghề nghiệp nghề cũng gì cả. Đấy. Đấy đấy là cái Gì đây là à, em vừa cái mấy cái gì không lẽ, không lẽ cái chung khu khu chung cư gì mà của Hàn Quốc phải không, cái gì khu đấy. chung cư gì Nam Nam gì đó Không 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 phải Càng của Nam Hàn nhưng mà Quốc, không phải Gangnam gì không đó phải của Càng Nam, Hàn Quốc nó đấy không, tương tự như Càng Nam, nó dùng nó ở trong hay cái là khu của Vinhome ấy, Vinhome, của Vinhome ấy, đúng rồi của Vinhome, Vinhome Bắc gì đó là nhưng mà nó tên gọi là gì cơ, nó không phải gọi là Vinhome đó. Đấy thì là đấy là em mới chia được hai tầng lớp thôi, đây là tầng lớp thứ hai là tầng lớp mà bọn chân dắt dân oan và mấy bọn vô thử vô thực khác mà cũng có tiếng nói một chút đấy. Còn tầng lớp mà cái bọn mà dân chủ mà tầng lớp đối với em thì ở Việt Nam hiện tại bọn đây là bọn cao nhất và em xếp bọn đây là bọn cao nhất, đó là cánh những con như Đoàn Trang hay là những thằng thằng mấy thằng luật sư như kiểu là Vũ thằng Luân Lê đấy, mấy thằng đấy đó là những thằng mà cái gì mấy nói thằng luật sư rồi như ấy, thằng Luân Vũ Lê cái gì này, Phi Vũ Hải gì đó đúng không? đấy đấy mấy thằng đấy 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 thằng Nguyễn Văn Đài đó, Đâu đó là đâu những thằng mà đặng ở ở lớp cao, nó là những thằng gọi là thượng tầng trong cái làng dân chủ thì bọn đấy nó rất Nguyễn là Trung khôn. Trực đồ này kia, những thằng đó là nó cao hơn. Bởi vì nó bọn đấy dù gì thì gì nó là những cái thằng mà nó có kiến thức, nó là những thằng được ăn học đàng hoàng tử tế, nó có trình độ hẳn hoi và nó chỉ có bốn cái là nó không có tâm thôi, nó bán mình cho ngoại bang rồi nó chống lại đất nước đó. Thì những bọn đấy là cái bọn mà đấu tranh khôn nhất và bọn đấy gần như là bọn đầu sỏ. Bọn bọn Nhắc nó giống như là bọn nó ẩn mình nữa mà. nó hoạt động ở gọi là thượng tầng, nó chuyên viết sách viết báo hoặc là nó chuyên làm những cái như kiểu là cộng tác cho RFA rồi cộng tác cho Việt Tân anh ạ. Nó ở những gọi là bọn thượng tầng đấy, bọn đấy là kiếm được nhiều tiền nhất và bọn đấy cũng là bọn khôn nhất nhưng mà cũng là cái bọn mà dễ chết nhất. Còn Đoàn Trang thì vào tù ra tội rồi, thằng Nguyễn Văn Đài vừa bị bắt đây, một dàn một loạt thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ bị bắt hết, nhưng thằng đấy cũng dễ bị bắt nhưng mà nó lại được một cái là nó có sự bảo hộ từ nước ngoài, thế nên em mới đánh giá nó ở thượng tầng, tức là nó có những cái bọn đại sứ quán nó bảo hộ. Có những thằng mà nó thoát được tội chỉ vì là lúc đấy là bên nước ngoài ấy yêu cầu nó, cái này thì thực ra là không có gì kiểm chứng đâu nhưng mà em cứ tức là cách em nói thì có nghĩa là cách em hiểu em đoán suy luận là do nước ngoài người ta yêu yêu cầu là đây là ông này là được tôi bảo hộ đừng có động vào đấy Giống đấy như kiểu kiểu như thế là anh. cây gậy và củ cà rốt.
Đó. Thì đấy, bọn đấy là bọn thượng tầng, là vì như vậy là chúng nó có sự móc nối với bọn nước ngoài, mà thực ra bọn đấy là cái bọn mà ít chịu ảnh hưởng bởi cái bọn chống cộng cực đoan, mà nó chịu ảnh hưởng từ trực tiếp từ bọn nước ngoài đấy, hoặc là người ta, hoặc gọi một cách khác, gọi chính xác đó chính là tổ chức, các tổ chức NGO. Đó, tất nhiên là chúng nó đều có mối quan hệ với nhau cả, các tổ chức NGO ấy đó đều mối quan hệ với lại bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài, đều bọn đấy đều có mối quan hệ với nhau cả. Thì nhân cái chuyện này em cũng nhắc về Phạm Đoan Trang, Cái mà tới lúc tổ chức đầu NGO anh hiểu rồi nè, anh hiểu là cái tổ chức NGO đó là một cái tổ chức về là đòi hỏi là tự do nhân quyền đúng rồi, với lại kể cả những là Thượng viện Hoa Kỳ, mà anh gọi tụi nó là tụi ngố, bị NGO tức là ngố thôi, anh gọi tụi nó là tụi vâng. ngố đó. Bọn này thì anh cũng có một cái bài để anh phản biện lại cho nó rồi, cái bọn mà NGO này Vâng. thì cái đại cái kênh mà truyền thông mà hiện nay đang là cái kênh của bọn nó, là Sạc theo sạc. anh biết đó là của cái bọn là VOA với lại là cái bọn là RFA Vâng. đó, là cái đó là cái kênh truyền thông có tiếng nói của để mà nó đưa lên cái tiếng của bọn là NGO Vâng ạ. đó, anh gọi là bọn này là bọn ngốc. Đó thì cũng nhân cái việc này thì em mới nhắc tới một nhân vật khác, à, một nhân vật mà em vừa nhắc tới đấy, mà cái lúc đầu mà khi mà em livestream tại nhà em ấy là em cũng đã có đề cập tới anh rồi, đó là Phạm Đoan Trang với À, cuốn Chính trị bình dân. Thì em rất muốn nói về cái chuyện này, nhưng mà chắc là anh cũng chưa có tìm hiểu qua, thì em cũng nói sơ qua cho anh về cái vụ việc này. Thì Phạm Đoan Trang trước đó rất là lâu rồi đã cũng đã viết xong cái cuốn Chính trị bình dân của mình, và hiện tại thì bắt đầu mới đem bán rầm rộ. Thì cái sự kiện này thì là trong cái nội dung của cuốn Chính trị bình dân đấy, thì là Phạm Đoan Trang liệt kê tất cả những vấn đề về chính trị xã hội ở Việt Nam mình. Nhưng mà anh biết là đối với những người như Phạm Đoan Trang thì trong đó nội dung chủ yếu là xuyên tạc hoặc là thổi bồng lên, nói xấu đảng và nhà nước. Và chúng phải viết như thế thì chúng mới có tiền được. Thì hôm vừa rồi ông Nguyễn Xuân Nghĩa có bán cuốn sách đấy. Ông ấy có khả năng bán những cái cuốn sách chính trị bình dân như của Phạm Đoan Trang, bởi vì là nhà ông ấy kinh doanh, ông ấy ở Hải Phòng mà, ông ấy kinh doanh photocopy. Thì ông ấy bán cuốn ấy thì bị công an Hải Phòng ập vào bắt. Và ông ấy lưu loa lên là rằng ấy, tức là vợ ông ấy lưu loa lên là rằng là mình cài ông ấy, tức là tự dưng có người vào dí vào tay ông ấy quyển Chính trị bình dân, xong rồi vu cho an ninh là cài người vào rồi lấy cớ lấy lý do để bắt. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đấy là ông Nguyễn Xuân Nghĩa là một trong những người chống cộng, và ông ấy sẽ thừa hiểu cái cuốn sách đấy là cuốn sách như thế nào. Ông là một người chống cộng cũng trong làng dân chủ mà. Và vậy mà bà vợ ông ấy đi nu loa là do mình cài vào. Đó thì đây là cái câu chuyện thời gian vừa rồi là có một câu chuyện như thế. Là em kể cho anh sơ qua về 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 cái vụ nó như vậy. Nhưng mà anh thì anh có biết gì về ông Nguyễn Xuân Nghĩa này không, hay là về Phạm Đoan Trang? Phạm Đoan Trang á, riêng là Phạm Đoan Trang thì anh được biết là do vấn đề là những bài vở này kia của các anh em ngoài Hà Nội gửi cho anh thì anh mới Vâng. biết, bởi vì anh sống trong miền Nam mà Vâng đó, vâng. mà trong đó là Phạm Đoan Trang đã hoạt động ở ngoài miền Bắc. Ở miền Bắc chủ yếu. À, còn Vâng. vấn đề mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì có trùng tên không ta, trong đó là ở ở hải ngoại cũng có một ông Trùng tên tên là anh ạ. Nguyễn Xuân Nghĩa, trùng tên phải không? Ừ, Vâng ạ. tức là anh thì anh biết là ở hải ngoại thì có một ông tên là Nguyễn Xuân Nghĩa, năm nay là bảy mấy tuổi rồi, Vâng. thì nhiều khi là trùng tên cho nên là anh Trùng không tên, biết, trùng tên. chứ nó là một người tên Nguyễn Xuân Nghĩa ở hải ngoại hiện nay bây giờ cũng vẫn đang viết bài là chống đổi lại nhà nước Việt Nam. RFA đúng không anh? Đúng rồi, đó là Nguyễn Xuân Nghĩa. Mà Nguyễn Xuân Nghĩa này ở hải ngoại thì là ngày xưa
mà khi mà Việt Nam mà ký cái hiệp định Paris ở tại Pháp là để là Mỹ rút quân khỏi Việt Nam á, thì Nguyễn Xuân Nghĩa này là một thằng cơ hội, một thằng già, Vâng. hiện nay là già rồi, hắn là một thằng cơ hội, là coi như là hắn gió chiều nào hắn che chiều nấy, thì điều đó thì anh biết thằng Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhưng hiện nay hắn đang mang một cái mác ở hải ngoại mà, rồi hắn mang một cái mác là tiến sĩ, đó là Nguyễn Xuân Nghĩa. Hắn viết những cái bài là coi như là hắn muốn dạy đời cho cái chính phủ Việt Nam mình đó, thì anh biết là Nguyễn Xuân Nghĩa đó. Em Thế cũng có nghe còn qua rồi. Còn Nguyễn Xuân đấy Nghĩa này chắc anh không biết đúng không? à ha. Thì cái ông Nguyễn Xuân Nghĩa này là ông Nguyễn Xuân Nghĩa ở Việt Nam và hiện tại đang sống ở Hải Phòng. Thì ông này là một trong những chống cộng kỳ cựu, là một người trong chống chính quyền kỳ cựu. Tức là so về với lại cánh Đoan Trang, cánh Nguyễn Văn Đài vẫn chưa là gì so với ông này. Ông này là thuộc cái dạng là cổ súy cho đảng thành lập nên đảng Dân Chủ. Ở đảng Dân Chủ mà ở ông ấy, tức là ông chống từ những năm 80-90 rồi. Đó, thành lập nên đảng Dân Chủ cùng với lại Trần Ánh Kim ở Thái Bình, quê em đấy. Không, anh không biết, anh biết Trần Ánh Kim, vụ Trần Ánh Kim rất là nổi tiếng luôn. Với lại một số gọi là trí thức khác là thành lập nên đảng đấy về chống chính quyền. Và sau này thì bắt đầu là mới bị bắt đi tù về. Thì ông này thì bọn em đã Việt Vision là đã từng đến nhà ông này, lúc lúc đó là có bao gồm có em Bảo Trâm và Hoàng Thị Nhật Lệ đó. À, và cả Mai Dương nữa đó, cả Mai Dương nó không chỉ Việt Vision mà rất nhiều kênh lúc đó là đến đến nhà ông này. Bởi vì là khi đó có một cái vụ liên quan đến ông này, đó là ông ấy cũng như cái bọn Dân Chủ khác là lừa tiền. Ông này cũng thuộc dạng là móc nối được với bên nước ngoài, gần như là niết đờ, thì lừa tiền xong rồi bị ông chính đồng đảng của mình là tố cáo, là ông Nguyễn Văn Tính. Ông Nguyễn Văn Tính thì cũng là một người ở Hải Phòng, cũng chống Dân Chủ, còn nhầm, cũng theo dân làng Dân Chủ đấy, và cũng chống lại nhà nước. Và ông ấy thì là một người theo đạo và là một giáo viên. Thì ông ấy trực tiếp ông ấy gửi cho bọn em những cái tố cáo đó, và ông đồng ý cho bọn em được về làm phóng sự ông ấy để phỏng vấn ông ấy về xung quanh cái vụ là ông Nguyễn Xuân Nghĩa lừa tiền đó. Thì là bọn em cũng biết được cái ông đấy là thông qua cái sự kiện đó, chứng tỏ là cái bọn Dân Chủ này suốt ngày chỉ đấu đá nhau vì tiền thôi. Anh ạ, Đúng rồi. bảo sao mà chúng nó không thể làm được cái gì cả, cho suốt mấy chục năm nay chúng nó vẫn cứ đấu tranh như thế nhưng mà chúng nó Em chưa làm gì ảnh hưởng tới. hiểu không? Em hiểu Vâng. không? Anh á thì anh hiểu trong cái sự hiểu biết của anh á là bọn này á nó thừa biết rằng là trong cái nội bộ nó đấu đá với nhau về vấn đề tiền, nhưng bọn nó vẫn im lặng với nhau để chi? Để bọn nó lợi dụng, để bọn nó lấy được đồng tiền từ nước ngoài về để bọn nó sống Đúng sau rồi. một tuần. Chứ Vâng. còn cái bọn này nếu như bỏ ra không được đồng tiền từ nước ngoài gửi về thì bọn này chỉ có chết đói. Vâng ạ. Bởi vì bọn này là gì? Đây là những thành phần là coi như là ăn thì nhiều mà không muốn làm luôn. Đúng không? Không Vâng, chính làm mà xác lại anh ạ. muốn ăn. Đó, cho nên ví dụ như hôm rồi là cái thằng Trương Văn Dũng đó, nó bị đấm vô gãy cái răng đó. Cuối cùng nó có từ bỏ đâu, nó có từ bỏ đâu, nó bị quýnh cũng đau chứ, nhưng mà nó đâu có từ bỏ, bởi vì cái đó là cái nghề của nó rồi, nếu như mà nó không làm thì nó không có cái để ăn. Anh nói công nhận, em công Đúng nhận rồi, đúng không? Đó, đúng rồi, nó hình nó thành một như cái thế nghề đấy đấy. anh ạ. Nghề bọn em gọi là nghề dân chủ, rồi nghề dân oan, rồi nghề biểu tình đó. Bây giờ chúng nó có khác thì Đó, chúng nó có địch thì biểu tình. bây giờ phải gọi là bọn nó là bọn dân tham, Ở nghề dân tham. dân tham, dân tham. Trương Văn Dũng thì bọn em có nhiều kỷ niệm với nó lắm, bởi vì là nó tiếp xúc bọn em rất là nhiều. Thằng đấy là thằng tiếp xúc bọn em nhiều nhất. Và đặc biệt là anh Nguyễn Tựa, không biết là anh còn nhớ đến anh Nguyễn Tựa keyboard không? Nguyễn Tựa Là keyboard có nghe, có xem đó, một lần. đã rất là nhiều lần là chạm mặt nhau này kia, xong rồi nó thì thằng ấy là thằng dạng là thằng nhát chết. Mà cái vấn đề ở đây đấy, mà nó là thằng ăn cắp ăn vặt trộm, là ở cái đất
Đống Đa chỗ em ở đấy, nó cũng gần nhà em. Ai cũng biết, ai cũng biết nó là một cái loại như người như thế nào, và mấy lần bị cơ quan triệu tập, nên không phải là vì việc nó chống đối nhà nước đâu nhé, mà là vì việc nó ăn cắp ăn trộm, ăn tắt mắt vặt của hàng xóm này kia đấy anh ạ. Nó xong rồi gây gổ đánh nhau, nó từng có một tiền án tiền sự rồi mà. Thì thế nên là em đang thắc mắc là không biết là những người dân bình thường, không phải là những người như anh em mình là quan tâm đấy nhá, quan tâm chuyện này đấy, mà những người dân bình thường khi họ tiếp xúc với lại những cái bọn này đấy, họ thấy rằng đây toàn những thành phần mà, tức là du thực, những thành phần mà mất dạy trong xã hội, những thành phần ăn cắp ăn trộm, nhưng mà lại gắn vào cái mác gọi là rất là sang, đấu tranh dân Dân chủ nhân chủ. quyền. Thì những người dân bình thường người ta có thắc mắc hay không, người ta có hoài nghi với bọn, liệu rằng những đối với những người mà có nhân cách tồi như vậy mà lại đi đấu tranh dân chủ nhân quyền thì ai tin, thì họ có tin không đó. Anh đồng ý không, kể cả như Đúng bà rồi. Bùi Thị Minh Hằng ấy thì cũng là dân xã hội đen đấy chứ, xong Đúng rồi rồi. chửi cha chửi mẹ rồi đem bàn thờ ra đập phá các kiểu, một Anh người nhớ như vậy trong xã hội. anh thấy lại là Bùi Mị Thị Minh Hằng là gốc là ở quê ở hình như là ở làng Bát Tràng thì phải hả? Bắc Tràng là ở đâu anh? Không, tức là gốc quê của Bùi Mị Thị Minh Hằng không đâu Ở gốc mà quốc Bắc, gốc ngoài Bắc, nhưng mà đều gốc ngoài là Bắc về quê ở đâu mà về là vào cả làng cả xóm người ta không không nhìn á. thì đấy, thì là đối xử với lại mẹ như vậy rồi, gia đình đối xử gia đình như thế em vừa kể đấy, quê Sơn Tây đấy, đúng rồi anh Ở biết quê Sơn Ngọc Tây Bảo đúng rồi, Trâm là quê Sơn Tây quê đấy, Sơn Tây. xong bắt đầu mới đi vào trong Nam hành hành nghề gọi là cái nghề anh chị, tức là nó thuộc dạng dân xã hội ấy anh, không không phải dạng vừa đâu, dân xã hội đấy. Thế chính vì cái bọn như thế thì chúng nó mới theo, mới gọi là theo cái bọn chống cộng ở hải ngoại để mà để kiếm tiền. Bọn nó thất đức, tức là cái nhóm đấy nó bao gồm cả 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 cà ve nữa, cả cà ve. Em còn biết ngay Bảo Khánh Lâm đấy là làm cà ve ở chỗ Đốc Ngữ, chỗ gần đường Hoàng Hoa Thám ở Hà Nội luôn đấy, em biết cả các quán đấy luôn, em đã đi qua, em từng đi qua đấy, em biết quán đấy luôn, làm cà ve trong đấy. Thế mà cũng lên mạng đấu tranh dân chủ nhân quyền, xong rồi có một cái vụ bị bóc phốt là mua bán dâm nhưng bị công an bắt được ấy, thì đổ cho an ninh, do an ninh cài cắm này ngày kia, mà rõ ràng bắt tại trận. Nhưng mà em thấy không, toàn bộ anh hôm đó nay anh để ý nha, là một năm mấy nay là anh cùng với lại là anh chị em ở trên mạng thì anh thấy là toàn là những cái tên mà chủ chốt mà trên mạng xã hội này mà đấu tranh về vấn đề nhân quyền rồi này kia, tự do dân chủ, toàn là một lũ, anh nói là toàn một lũ không trộm cướp thì cũng là đầu đường xó chợ, mà không đầu đường xó chợ thì cũng toàn là một lũ coi như lừa thầy phản bạn. Anh nói thật, anh thấy không có một Đúng đứa rồi. nào mà để được gọi rằng là nó là đi đấu tranh dân chủ mà nó là một người đàng hoàng hết chứ. Đúng Anh rồi nói anh ạ. thật đó, ngay cả ví dụ như là từ thằng Hải Điếu Cày nha, anh biết thằng từ thằng Hải Điếu Cày rồi dài 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 tới bây giờ luôn, tất cả là những kẻ cho giàu có học thức làm cô giáo thì nó từ cô giáo, từ thầy giáo nó xuống, nó làm thành trở thành, nó biến tự bản thân nó là thành những cái kẻ là coi như là ngang hàng với đầu đường xó chợ. Anh nói thật Được không? chứ Đấy, không đây có đến hơn ngay được. cả Cú Huy Hà Vũ đây, con của Đấy nhà đấy thơ đấy Cú đấy Huy đấy Cận, à, nổi tiếng là như thế, một gia đúng rồi, đình danh gia vọng tộc như thế Cù Huy mà Hà nó Vũ còn là cướp cũng là đất của một bố. tiến sĩ đấy. Đúng rồi, Đó. đúng rồi anh, luật Đúng sư rồi. rồi, Đó. một tức là có địa vị xã hội mà Thì sẵn vậy đó. sàng cướp đất của bố, tìm cách để hãm hại mà chiếm đoạt tài sản đó. Đợi thêm cả ông Nguyễn Lân Thắng nữa, thêm cái thằng thằng ấy nữa, Đúng rồi. một gia đình họ gọi Nguyễn Lân nổi tiếng cả nước Nguyễn Lân Thắng là em của ông Nguyễn Lân Trung với là ông Nguyễn Lân Dũng, là ông Nguyễn Lân đó. Trung, Nguyễn Lân Dũng là anh là người ngưỡng mộ nè. Tức là nói Em về cũng ngưỡng vấn đề mộ. là buổi sáng mà lúc 6 giờ đài VTV là ngày xưa mấy năm trước là rất ngưỡng mộ ông Nguyễn Lân Dũng và Nguyễn Lân Trung nè. Đó, nhưng mà cuối cùng ra là ông lại là thằng em Nguyễn Lân Thắng lại là coi như đập đổ tất cả. Đấy. Thì em cũng ngưỡng mộ ông Dũng với ông Lân Dũng với lại ông Trung, bởi vì là
hai ông ấy ở trong đại biểu quốc hội, hai ông Rồi, ấy có đúng rồi. nhiều ý kiến Đấy. tích cực lắm anh ạ. Với lại không chỉ về cái chính trị mà về cả chuyên môn nghiệp vụ của hai ông ấy đều là những trong những cây đa cây đề của ngành y, ngành gì đấy, nghiên cứu về vi sinh hay là gì đấy. Nghiên cứu về vấn ngay cả nghiên cứu về vấn đề là dạy nghề nè, rồi á là coi như là về vấn đề là trồng trọt luôn. Anh Thế biết mà tự mà. dưng nói ra một thằng Nguyễn Lân Thằng Thắng em, thằng em. phá hỏng cả Đấy. một cái gia đình danh gia vọng tộc Đấy. như vậy đó, mà nó thế em nghe đâu bảo là Thắng nó bị tâm thần hoang tưởng. Tôi là từng có một anh họ là bóc phốt là Thắng bị tâm thần hoang tưởng, tức là lúc nào cũng nghĩ mình là lãnh tụ. Tức là Thắng thì ngày xưa là em thấy kể là có cả thậm chí lập cả bàn thờ thờ cụ Mác, thờ cụ Hồ, thờ cụ Lenin, tức là đến mức độ như vậy. Nhưng mà sau này nó càng ngày càng hoang tưởng, nó cũng nghĩ rằng nó sẽ phải là một lãnh tụ kiểu được thờ như thế đó, xong thành ra lúc nào nó cũng tự cao bản thân, nhưng mà bắt đầu nó bị cái bọn dân chủ lợi dụng. Thì thực ra mấy thằng tâm thần thì không ai chấp làm gì cả, nhưng mà tâm thần ở đây tâm thần khôn quá anh ạ, tâm thần mà kiếm được tiền rồi thế này kiểu thì thực sự là rất là khôn đấy. Những thằng như thế đó, tức là có nhiều câu chuyện mà mình cũng không thể tưởng tượng nổi là tại sao lại có những người sẵn sàng làm những cái việc như vậy, đánh đánh phá hủy cả cái sự nghiệp bản thân rồi địa vị rồi cả gia đình. Thì anh nói như riêng về vấn đề là của cái thằng cù Huy Hà Vũ đấy, ở xóm ở ngoài những cái nơi mà nhà hắn ở đâu có ai còn tôn trọng hắn, rồi hắn là lấy được cái vé qua bên Mỹ đó Vâng. thì cũng được, giỏi lắm là năm đầu tiên thì người ta còn trọng đến những cái đài đồ này kia nó đến nó phỏng vấn, nhưng mà và sau khoảng một năm đó cho đến nay thì có nghe bất cứ một, trong là khoảng 2-3 năm trở lại đây em có nghe bất cứ một cái tiếng nói nào của cù Huy Hà Vũ mà phát lên từ cái cộng đồng mà Việt ở tại hải ngoại đâu, đâu có đúng Có không, anh ạ, nhưng mà thuộc dạng là mua vui. mua vui thôi không, Mua vui thôi. tức là nó không còn cái trọng lượng như ngày xưa lúc mới qua nữa, anh nói công nhận không đấy, Vâng ạ. nó đâu còn nữa. Và kể cả không chỉ Cứu Hà Vũ mà kể cả Tạ Phong Tần hay là Điếu Cày, khi mà sang bên Hoa Kỳ sống theo cái diện đấy rồi thì sang bên đấy gần như là không còn một vai trò gì trong cộng đồng đấy, mà phải lai lưng ra mà làm để mà đóng góp cho cộng đồng đấy cơ, tức là đóng góp cho cộng đồng chống cộng đấy. Anh xin nhắc lại chút xíu nè, ngay cả là cù Huy Hà Vũ hiện tại bây giờ là còn thua Tạ Phong Tần ở tại là cộng đồng Việt, Tạ Phong Tần Đúng hiện rồi. tại bây giờ một tháng cũng còn được một người đến đó là nói chuyện, còn ngay cả cù Huy Hà Vũ giờ một năm rồi không ai đến nói chuyện luôn đấy, Tạ Phong Tần đấy. Nói chung là bởi vì là khi mà mình cũng có một cái hay của mình là khi mà mình đẩy sang bên nước ngoài đấy thì mà mình đỡ phải kiểm soát nó, đỡ phải 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 làm việc với nó nhiều, đỡ vất Mình vả cho đỡ mình. an Vâng. ninh mình, an ninh mình, nhân dân mình đỡ phải mất công nuôi nó. Đúng rồi, với lại Ừ. với tư cách là một công dân Hoa Kỳ thì khi mà nó nói chuyện nó chống lại nhà nước mình, nó không còn cái giá trị bằng cái việc là nó là một công dân mang quốc tịch Việt Nam. Đúng Tức là rồi. nó không còn giá trị bằng cái việc là nó đang ở Việt Nam, nó là người Việt Nam để nó nói. Khi sang bên Hoa Kỳ nó là người Hoa Kỳ đó, Đúng rồi. thành ra là đấy là cũng một trong những kế rất là hay mà bây giờ bên bọn Mỹ giờ là ông Trump là không cho sang nữa rồi, không cho sang diện đấy, chứ không nếu không phải thằng Nguyễn Văn Đài là cũng sang luôn rồi, nếu không là thằng Nguyễn Văn Đài cũng sang rồi Nhưng đó. mà Mà khi em mà chúng nó sang bên đấy thì gần như là chúng nó mất hết giá trị lợi dụng của bọn chống cộng thấy cũng như đấy, là cái em thấy cũng một như một là tên cái chúng hai đích. con anh xin lỗi anh để anh nhớ chứ, em thấy như hiện tại bây giờ là cũng như là con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nó cũng giống như là cù Huy Hà Vũ thôi, tức là À, đúng rồi. nó mượn cái mác là dân chủ để nó đấu tranh, để nó lấy cái vé đi Mỹ đúng không, nhưng mà nó bị sai lầm ở cái chỗ là ra nó đang làm trong thời gian này thì là ông Trump ông lên, ông Trump lại là ông siết chặt về vấn đề là nhập Đúng rồi, cảnh đúng rồi. đúng không, Và nhập cảnh ông ấy đấy không không muốn can thiệp vào những nước như Việt Nam nội bộ nữa. đấy, cũng giống như em thấy nè, cũng giống như hiện tại giờ anh xin lỗi anh mới đọc hồi trưa ngày hôm qua là coi như là hiện tại bây giờ là Việt Nam đang là chủ nợ của Mỹ,
là hiện tại giờ Mỹ đang đó là mắc nợ Ờ. Việt Nam là 12 tỷ đô la, cho nên là Trái mình mới phiếu. nói trái phiếu ở Việt Nam mua trái phiếu đấy, tức là mình mới nghĩ là một câu là cái gì, ngay cả Mỹ mà là còn mắc nợ Việt Nam thì bây giờ từ từ đi, mình gọi là từ từ 1 năm, 2 năm, 3 năm cho tới 5 năm, 10 năm sau thì cái tiếng nói của Việt Nam mình nói ra thì thằng Mỹ nó phải nghe em, đúng không? À, đúng không? Tức là mình là chủ của nó thì nó phải nghe lời mình. Còn bây giờ đó nó Đúng nói rồi. đi chăng gì đi chăng nữa là chẳng qua nó là một một cái kẻ là gọi là sen đầm, là một thằng cảnh sát quốc tế, nó nói thì nó nói thôi. Còn vấn đề chẳng qua là đâu bao giờ mình nghe nó, bởi vì nó đâu có bảo hộ, nó đâu có giúp đỡ cho Việt Nam mình để đánh đuổi ngoại xâm, cho nên mình phải tự Vâng. bảo vệ đất nước mình. Còn nó nói gì là nó nói, chẳng qua là mình lên thì mình chỉ nói là Bộ Ngoại giao mà của mình là chỉ có cái câu đơn giản thôi là quan ngại về vấn đề đó thôi là xong, đúng không, em công nhận không? Đấy. Vâng. Đấy. Vâng thì cái việc mà bắt hàng loạt thành viên của Hội Anh em Dân Chủ ấy, mà trong đó có những thằng như là Nguyễn Văn Đài ấy, mà cái bọn Đức, bọn Úc, các bọn nước ngoài nó ong ỏng nó kêu nó bắt phải thả Nguyễn Văn Đài ra. Tức là đến Nguyễn Văn Đài là một nhân vật rất quan trọng, nhưng mình không nương tay, mình bắt thẳng vào tù và cho nhiều năm đằng khác thằng đầu sỏ. Và mình cũng đâu có Và nói tiếng nào đó, nó nói gì đúng nói rồi, mình cũng không trả lời mà. mình không trả lời luôn, mình không thèm hồi Mình đáp, không nói không tiếng không như, nào luôn. tức là hoàn toàn khác hẳn so với những người như lần trước đó. Thì cho nên là em đang suy đoán rằng một điều, đó chính là việc là bọn nó hết giá trị lợi dụng. Với lại tức là khi mà mình bắt tay với Mỹ chẳng hạn như bây giờ là Việt Nam mình bắt tay chặt chẽ với Mỹ, và mình có một cái điều kiện, đó là Mỹ phải để cho Việt Nam mình xử những cái thằng mà đang chống phá đất nước đấy. Đấy, tức là em suy đoán như vậy, và không biết là anh có cùng cái suy nghĩ như của em Đúng, không. Đó. anh cùng suy nghĩ với em ở chỗ là có thể là bên ngoài là không nói, nhưng mà bên trong Đúng là rồi. chính quyền Việt Nam mình với lại là chính quyền của là ông Trump là đã có một cái coi như là xác nhận với nhau rằng là kẻ nào chống phá đất nước của tôi thì tôi sẽ xử kẻ đó. Nó Rồi. nôm na vậy, em hiểu không? Đó, Chẳng hạn ý với như anh nghĩ là vậy. chẳng hạn như là anh nhớ cái đợt mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mình sang bên Hoa Kỳ không? Sang À. mà bên làm việc với lại ông Trump, Wow. thì rõ ràng sau cái sự kiện đấy, về Việt Nam cái chỉ tầm khoảng độ gần 1 tháng sau là đã có những đã có mấy đứa dân chủ là bị bắt rồi. Đó, nó hay ở cái chỗ đấy, tức là em nghĩ thế, nên là em mới suy đoán rằng là có khả năng là trong cái buổi làm việc đấy có một cái nội dung gọi là nội dung là được Mà Việt Nam mình được tự do. nó lại củng cố thêm là ông Trump á, ổng sang cái APEC Việt Nam, ổng lại tuyên bố rằng là không thể lấy cái dân chủ của Mỹ mà áp đặt vào Việt Nam. Đúng rồi. Và ổng á, là ông Trump ổng bảo rằng đó là ổng sẽ đưa, ổng là chỉ là phục tùng, coi như là ổng đưa đất nước của ổng là lên trên hết, ổng coi trọng đất nước ổng lên hết, còn những Vâng. cái nước khác là tự người ta Đúng giải quyết, rồi. đúng không? Đúng Cho rồi, đúng nên rồi. từ Thế chỗ nên đó là mới thấy ấy. rằng là đó là một một cái bài phát biểu của ông Trump làm rúng động cái tự do dân chủ, mà bên Vâng. cạnh đó là cái con McCoy đó, con McCoy nó ra nó giữa đường nó giương cái bảng lên, em nhớ không? Nó phản Đấy, đối rồi rồi. nó phản đối vấn đề, nó đòi đáy vào người ông Trump đấy. Thì Đúng như rồi, vậy rất là nhiều mới người. đủ thấy rằng là những cái kẻ mà đòi tự do dân chủ ở tại Việt Nam là những kẻ không biết luật quốc tế, mà bọn Vâng. chúng chỉ là những cái kẻ là to mồm thôi chứ còn không biết luật, Chính xác anh ạ. đúng không? Đấy, Vâng. Đó, vậy thì như vậy thì anh em mình cũng đã nói chuyện khá là dài, và đây là lần đầu tiên em lên em nói chuyện với anh như thế này, và cũng là lần đầu tiên mà em live stream để em nói chuyện chính trị xã hội sau một thời gian mà em không tham gia nhiều hoạt động của mọi người. Thì sau này em rất mong là có được nhiều dịp nói chuyện với anh hơn như này nữa. Thì bây giờ đã cũng muộn rồi, thì em cũng phải chắc là phải kết thúc cái buổi livestream này. Thì để mai em còn có em giữ sức để mai em tiếp tục còn cái công À, việc đúng của rồi, mình. Và em Hồng. vâng. Còn anh thì thôi em cái gì thì anh cũng cảm ơn Phích nha, Vâng. Dạ vâng ạ. anh Thanh Thì Tâm vâng. cảm ơn Phích. Thì Thì bây giờ anh cho em được gửi lời hỏi thăm tới gia đình nhà mình, thì nếu mà có dịp à. mà em được vào trong Nam thì nhất định em sẽ phải vào thăm anh.
Còn Ok. dịp nào mà anh ra Hà Nội thì anh cứ ới em, thì em lúc nào em ở Hà Nội ơi, em xác định là Ok. em lập nghiệp ở Hà Nội rồi, em cũng không có về Ok quê rồi, nhiều. cảm ơn anh, cảm ơn Phất. Anh thì anh ở Đồng Tháp, mà anh ở cái huyện Tân Hồng. Nhà anh ở cách biên giới Campuchia chỉ có 12 cây số thôi. Đấy. Hay. Thì anh cảm ơn Phất. Rồi bây giờ anh kết thúc với Phích thì anh cũng phải ngủ để sáng mai anh còn đưa thằng con của anh Rồi. để nó đi nhận được cái phần thưởng của nó ngày mai nữa. À, Đó. tức là cháu em Học không mẫu không phải giáo thôi. mới học mẫu Cháu giáo đi, đấy ạ. cháu đi, cháu. Ừ, nó Tức là là con của anh mà. nó thi, bé thi cái gì không được giải ạ? Không, học cuối năm. Học cuối năm được được hạng nhì, Học nó như không cho được cả hạng toàn nhất trường. là tại vì nó nghỉ cũng hơn 10 ngày trong một năm thì nó xuống hạng nhì, thì ngày mai là đưa nó đi để nó nhận cái phần thưởng là hạng nhì đó. Vâng, hay quá anh ạ. Thế vậy thì anh cố gắng chăm chút cho bé, biết đâu sau này Ok. bé Anh có thằng thằng bé đó mà, thằng đó là thằng đại ca của anh đó. đại ca. Ok Rồi, thế thôi. vậy thì bây giờ anh em mình cùng chào khán giả thì bây giờ anh nhờ. Ok, xin chào. Thôi Khán thính giả của Kênh Vision. Thanh Tâm cũng chào quý vị nha. Xin chào mọi người, chào Vâng, cảm ơn mọi anh người Ngọc. đã lắng nghe hai anh em tôi nói chuyện nãy giờ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào Phích nha. Vâng, chào, em chào anh ạ. Rồi. Vâng, kết thúc anh ạ. Rồi kết thúc nha. Ok. Vâng. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn đầu, trong lòng người từng đã sóng trào.